Đừng để lì xì ngày Tết trở thành gánh nặng. Thưa quý vị, những bức vẽ hài hước về Tết Nguyên đán đang trưng ra muôn mảnh ghép thú vị và câu chuyện lì xì mừng tuổi đầu năm vẫn luôn khiến lòng người trăn trở không dứt. Bà cụ trong tranh tuổi ngoài 60, mải miết nhặt ve chai những ngày cận Tết, bán được đôi ba đồng lận lưng và để dành lì xì cho sắp nhỏ. Mùng một Tết, bà rút phong bao đỏ thắm tặng hai đứa cháu, một đứa hớn hở cầm phong bao lì xì chạy đi khoe mẹ. Cháu còn lại xé toạc và bĩu môi chê, có 20 ngàn. Bà đứng hình trước ứng xử của trẻ con, lòng bà hẳn là đang buồn hiu hắt bởi nhiều giá trị đang vụn vỡ. Những tình huống khó xử, đó là khi ta hào hứng bỏ từng tờ tiền mới tinh, mệnh giá 10 nghìn, 20 nghìn vào phong bao đỏ thắm, nghĩ về ngày mai, ngày kia trao tận tay bọn nhỏ kèm lời chúc, mau ăn chóng lớn, học giỏi ngoan ngoãn, chạm tay vào ước mơ. Thì bỗng nhiên nghe bảy trẻ con kể lể chuyện năm trước, cô A chú B kẹo kéo vì chỉ có lì xì có 20 ngàn. Đó là khi ta chắc chiêu dành dụm, đong đếm cân đo để cất riêng một khoản tiền mừng tuổi bảy cháu nhỏ và cảm thấy lâng lâng niềm vui bởi sự quan tâm chân thành của mình. Thì đứa trẻ trước mặt chẳng mấy hài lòng với tờ tiền khiêm tốn nằm khép mình trong phong bao lì xì. Sau đó, có trẻ còn ném tờ tiền về phía phụ huynh trong khi bố mẹ con cười xuê xòa như chuyện bình thường. Đó là khi ta tình cờ nghe bọn trẻ than thở về chuyện mừng tuổi ngày càng trượt giá, chẳng đủ để mua smartphone, iPad hoặc chẳng xứng với bài ca chúc Tết mà mình đã thuộc lòng và ra sức biểu diễn. Đó là khi ta nghe người lớn quanh mình chết miệng so sánh, nhà kia lì xì chỉ bằng một nửa mình đã móc ví ra, tặc lưỡi kể lể Tết nhất đi tong gần 10 triệu cho khoản lì xì, dì tay nhau nhận tiền lì xì lớn để đáp lễ cho ai đó đã từng giúp đỡ. Tâm trí ta nặng trĩu nỗi niềm bởi mỹ tục tốt đẹp đã và đang biến tướng. Đó là khi ta lướt mạng xã hội và gặp vô số lời sao sắc hỏi han nhau, năm nay mừng tuổi bao nhiêu là vừa, hoặc lời đề nghị ta hãy đưa ra một bức sàn lì xì cho khỏe cái thân, nhẹ cái tâm tính toán. Nét đẹp ngày Tết cổ truyền đang dần già biến thành gánh nặng, khiến người lớn hớt hải lo toan, trẻ con hóng hớt tính toán nhiều ít từ bao giờ. Mỹ tục mừng tuổi người trẻ, chúc sức khỏe người già, gửi gắm qua những chiếc phong bao đỏ thắm đang dần rời xa giá trị đích thực. Trả lại ý nghĩa tục lì xì ngày Tết. Thiết nghĩ mỗi người lớn phải thay đổi nhận thức, mệnh giá tiền càng lớn trẻ càng vui và lì xì nhiều là yêu thương nhiều. Có như vậy chúng ta mới biết chừng mực khi bỏ tiền vào phong bao mừng tuổi với gánh nặng lo toan mỗi dịp Tết đến xuân về. Hãy chuyển cho trẻ thông điệp tốt đẹp về những chiếc phong bao đỏ thắm gói ghém tình yêu thương, sự quan tâm và lời chúc an lành, may mắn thông qua các cuộc chuyện trò bên mâm cơm gia đình, qua các chuyến du xuân thong dong trên mọi nẻo đường. Đừng bao giờ quên nhắc nhở trẻ con ứng xử tử tế khi nhận phong bao lì xì bằng câu chúc Tết, lời cảm ơn cùng nụ cười tươi tắn. Tuyệt đối không được mở phong bao trước mặt khách, không được xé toạc rồi áo hẹo chê bai nhiều ít. Định hướng cho trẻ sử dụng tiền mừng tuổi hợp lý cũng là một yêu cầu quan trọng để ứng xử tử tế với lì xì. Sắp xếp một kế hoạch nho nhỏ cho khoản tiền mừng tuổi trở nên hữu ích. Siết nồng độ cồn để giảm tai nạn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh. Mấy ngày Tết, báo chí liên tục đưa tin cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Xin đưa một số tin trên mạng. Hai ngày Tết, cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 30 Tết và đêm giao thừa, Thanh Hóa xử lý 141 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Xử lý 39 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đêm giao thừa tại Ninh Bình. Điểm các tin tức về kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn cho thấy, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương làm việc xuyên Tết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trên tinh thần không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ. Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn không có chuyện xin xỏ, bất kỳ ai, cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, người già, thẳng tay xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn sẽ có tác động tích cực lên cộng đồng. Đừng bao giờ nghĩ rằng Tết cho nên cảnh sát giao thông cho qua, thông cảm. Nhiều người nhận thức được điều đó sẽ không dám lái xe sau khi đã uống rượu bia. Đó cũng chính là mục đích của luật, không phải để xử phạt mà là phòng ngừa từ xa. Tuy còn có nhiều người vi phạm nồng độ cồn nhưng giảm hơn so với những năm trước. Tai nạn giao thông vào dịp Tết năm nay cũng sẽ kéo giảm, trong đó có nguyên nhân hạn chế được người uống rượu bia lái xe. Dù chưa có con số thống kê cụ thể, phân tích, nhưng có thể khẳng định siết nồng độ cồn sẽ hạn chế được tai nạn giao thông. Trong cả ba chỉ số,
gồm số vụ, số bị thương và số tử vong. Nhưng siết nồng độ cồn không chỉ dừng lại ở việc hạn chế tai nạn giao thông mà còn tạo ra giá trị khác cho xã hội. Đó là góp phần xây dựng xã hội văn minh hơn, dân trí cao hơn, ứng xử có văn hóa hơn. Nhìn lại những dịp Tết các năm trước, ngoài tai nạn giao thông còn có nhiều người nhập viện do ẩu đả là do bia rượu. Cho nên hạn chế bia rượu cũng sẽ hạn chế các tệ nạn khác. Siết nồng độ cồn cũng thay đổi thói quen xấu của các ma men và cánh đàn ông. Đó là cứ gặp nhau là mời cốc bia, chén rượu, dù không thích cũng khó từ chối. Nhưng với quy định và xử phạt vi phạm gắt gao như hiện nay, mỗi người tự biết chấp hành, từ chối một cuộc nhậu có lý do chính đáng. Từng cá nhân chấp hành quy định nồng độ cồn thì sẽ xây dựng được một cộng đồng văn minh, một môi trường sống an toàn không chỉ trên xa lộ. Thị trường lao động sẽ phục hồi sau Tết Nguyên đán. Chính sách cải cách tiền lương trong năm 2024 sẽ tạo sức mua lớn, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Thưa quý vị, theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2024, thị trường lao động sẽ phục hồi trở lại khi đầu tư công và đầu tư tư nhân dự kiến sẽ khởi sắc. Đặc biệt, chính sách cải cách tiền lương của Chính phủ trong năm 2024 cũng tạo sức mua lớn, góp phần tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, Bộ này cũng khẳng định những thách thức trong năm 2024 là không nhỏ khi thế giới có những bất ổn. Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, thực hiện các giải pháp nhằm thu hút người lao động quay trở lại làm việc, duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực sau Tết, hạn chế xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ. Thêm vào đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da, sản xuất gỗ ngay sau Tết. Từ đó, có phương án kết nối cung cầu lao động, kết nối người lao động với người sử dụng lao động. Song song đó, Bộ cũng sẽ chỉ đạo các tỉnh tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ưu tiên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, hỗ trợ người lao động khi tham gia giao dịch việc làm, thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động thông qua các chương trình, đề án, chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động. Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói, ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2024, ngành sẽ tiếp tục tập trung rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, để thăm hỏi, quan tâm kịp thời, hỗ trợ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, đảm bảo ổn định đời sống dân sinh. Về chính sách đối với người lao động trước Tết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn cùng phối hợp với doanh nghiệp và toàn xã hội, đồng hành cùng tổ chức hỗ trợ, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động phong phú, hỗ trợ cho gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động các cấp là hơn 4.200 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đã có các hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực để công nhân về quê ăn Tết an toàn, vui vẻ, như tặng quà, tặng tiền mặt, phiếu mua hàng, vé tàu xe, bố trí xe đưa đón về quê, hỗ trợ miễn phí bảo dưỡng xe máy trước khi công nhân đi về quê. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.